Siêu hot anh em ơi, shop Liên Minh Confession.com đã có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên Minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shop Liên Minh Confession.com để trải nghiệm ngay nào. Những tưởng với kinh nghiệm của mình, Jeff và Beryl sẽ giúp Tyrannus vượt qua Quantum Fresh một cách dễ dàng. Thế nhưng mọi chuyện đã không đơn giản. Ngoài ra, bản tin hôm nay có... Tramon Kia đã thử y sức mạnh của mình trong loạt Bayern 5 bằng cách hạ đầu ván Frederick Bayern của ngài Morgan với tỷ số 3-0. Trong chiến thắng đó, Tramon Kia đã phần nào lấy lại bàn.
xanh trong các Paya Chain. Quanofis có được đa phần các mục tiêu lớn trên bản đồ, cộng hưởng các trang bị nâng cấp từ King, họ dứt điểm ván 1. Get on top of the Zoe is the question, but Fate, he's got Azonius, he's kiting them out, but Elem is going to be left all alone, and now Hoyt is heroic with his block of the shock blast. It's going to be enough. Fate is full health. Oh man. Very sad. He's got it. Okay. Oh. He doesn't even have a life. Not able to use the portal jump there. Otherwise, he goes down. That is finally going to be the end of this game. 17 to 16 in kills, 40 minutes. 18-16 that is, and that is going to do it. We are tied up. Bước sang ván 3 bảng lề, Quanofis tiếp tục có khởi đầu thuận lợi. Họ từ từ đẩy mạnh những gets excited. He's on the backside, and the engage from Keen is just perfect. And the front line is there for Teddy to do the damage. DRX, they try to...
chọn T2 làm đối thủ trong trận bán kết ngày 26 tháng 3 và tất nhiên cặp trận ngày 27 tháng 3 chính là màn đại chiến giữa Trang Won Kia và Gen Z. Okay, Teddy. Now he's got the front to back. The taunt goes in and the damage is enough. They take out the jinx, but down goes the Felios too. Kongo Freak turn it around. Pilsen tries to get the kick and the kill, but it is not enough. And Kongo Freak will look to push the top lane. Stop them, but it will not happen. Kongo Freak will make it to the next round of playoffs in a 40. 40-